Michelle.
Mai mà bao giờ bé đi ngoại? Bé đi ngoại em mặc áo gì? Cụ Lý. Em mặc áo cụ Lý màu gì? Màu đỏ. Hả? Con anh hai? Màu xanh lá cây. Đâu có màu xanh da trời. Màu xanh da trời. Bé đi qua ngoại bé làm gì? Không biết. Bé đi qua ngoại bé đám cưới cô bé Na. Bé thích không? Tại sao? Tại sao bé thương ngoại? Bà ngoại tên là gì? Bà ngoại tên gì? À, tên là bà ngoại hả? Bé thương bà nội hay bà ngoại? Chứ mỗi tối bé đọc kinh bé cầu xin Chúa cho bà ngoại gì? Khó mà. No, xin cho bà nàng ngoại mà nice wedding. Bé xin cho ngoại gì? Hết vị gì? Hết đi bé. Xin cho ông bà nội, ông bà ngoại sao? Có mà mẹ biết mà. Bé đọc kinh cho mẹ coi coi. Bé đọc kinh lạy cha. Thôi mẹ buồn bé quá à. Bé biết mà, mẹ biết, mẹ biết. Bé lười biếng hả? Bé làm xong chưa? Tôi mẹ tắt nha, mẹ đi ủi đồ nha, để ngày mai mẹ đi làm một khác. Bé ở đây. Thì đi ra gọi anh hai vô. Đấy, tí đi đâu vậy? Bé. Tí ơi, coi chừng con. Bé, con đang ở đâu đây? Hả? Nếu mà con đang ở nhà ai? Con đang ở nhà ai? Trời ơi, bé nói nhỏ nhỏ thôi mẹ sợ lắm. Bé ấy cái headband lên. Đấy. Cái bánh xe sau ra đi, bé lớn rồi mà. Đâu té, không có té. Không có té đâu, tại cái chân bé dài rồi. Đứng xếp ra. Bé thấy không? Mỗi lần mà nó gần té thì bé để cái chân bé xuống là được rồi. Bé lớn rồi ai mà là đi cái bánh xe đó làm gì? Hello Minh nè con. Minh. Say hello anh Minh, Christine. Scott đi con, hello. Anh puppy nè. Bé tí đừng có làm em sợ con. Ướt chân thì lau chứ gì đâu, đi ra. Xong là chúc mình đi biển đằng đó ha con ha. Giờ mình ăn xong rồi mình đi ra. Bé tại sao con làm vậy? Sao con bôi vô quần áo của mẹ, mẹ đâu thích đâu.
cho anh hai kéo. Xuống cho anh hai kéo không? Đi ăn ra kìa. Bé đi ăn ra, đi ăn ra được chơi.